Chào các bạn đến với video chiến lược cờ vua, chiến lược cho người bắt đầu và còn tiếp theo dõi. Thứ nhất, hãy đặt hai tốt ở trung tâm. Lập tức đặt hai tốt ở trung tâm nếu đối thủ nhường trung tâm cho bạn. Trung tâm chúng ta là ô đô cờ là D4, D5, E4, E5. Ở hình 1, ta thấy là trắng đã tiến hành đặt hai con tốt trung tâm là D4 và E4. Hình 2, trắng cũng đặt đặt cỡ D4 và E4 và hình 3 cũng tương tự. Thứ hai, đừng để đối thủ có hai tốt ở trung tâm. Bên có hai tốt trung tâm thường có khoảng không gian rộng lớn để bố trí hai quân. Hai tốt trung tâm cũng là đội quân xung kích rất lợi hại, do đó bạn cần ngăn đối phương đặt hai tốt ở trung tâm. Hình 4, ở đây con đen đã lên tốt tại E5 để ngăn cản con trắng lên tốt D4. Ở hình 5 thì con đen đã lên tốt C5 để ngăn chặn tốt D4. Và hình 6 thì con đen đã lên tốt D5 để ngăn cản tốt E4. Vậy đây qua ba hình này ta thấy mục đích là ngăn cản không cho đối phương chiếm tốt hai tốt ở trung tâm. Thứ ba, dùng tốt C tấn công tốt D. Ở hình 7, tốt D là tốt trung tâm nên có giá trị tốt hơn tốt C, do đó bạn nên dùng tốt C để tấn công tốt D, đồng thời mỗi cột C cho xe. Ở hình 7, hình 8, hình 9, hình 12, 13, 14 và tương tự với tốt F và tốt E. Đặt nên rõ tiếp theo các hình. Ở đây thì quân đen đã lên tốt C5 để đổi cái tốt D4. Giá trị của tốt ở C5 thì lợi hơn, và mục đích nữa là mở cột thông cho cột C khi xe ở cột A chuẩn bị ra. Ở hình này ta thấy để chuẩn bị cho xe ra, xe trắng ra ở cột C thì trắng nó đi tốt C4 để đổi với tốt ở D4, D5. Tương tự ta thấy rằng bên đen đã cho tốt lên C5 để đổi với tốt D giá trị hơn và mở đường cho tướng tấn lên và chuẩn bị cho xe ra chiếm cột đứng C. Hình 12, ta thấy chuẩn bị tốt lên E5 để đuổi mã. Khi đó nếu mã lên D5, ta sẽ tiếp tục tấn đợi tốt C4 lên đuổi mã, làm cho mất tem của bên đen. Hình 13, ta thấy ở đây hiện nay có ba con tấn công, đó là con tượng ở G7, hầu ở D8, mã ở C6, tốt ở C5 cùng tấn công con tốt ở trung tâm, đó là D4. Như vậy đây gọi là quá tải, và ta thấy ở đây có tất cả là bên đen có tất cả là 4 quân cùng tấn công, trong khi bên trắng cũng có 4 quân. Hai bên đang tranh giành khu trung tâm rất là ác liệt. Tiếp theo ta thấy ở đây tương tự, ta thấy cột C ở C5 thì tốt đen đã lên để tấn công tốt D4. Rồi, chiến lược thứ tư, dùng tốt trung tâm đổi mã. Bên cạnh việc kiểm soát hiệu quả các ô trung tâm, tốt trung tâm còn có được sử dụng như đội quân hình tiến công giúp đẩy lùi mã về phía sau hoặc là góc bàn cờ. Tới hình 10, sẽ thấy tốt trung tâm đã chỉ cần đẩy lên thì sẽ đuổi được mã, là mã thanh mã chạy. Chú ý rằng ta phải có hai tốt này, phải có con bảo trợ phía sau. Hình 11, bằng cách đẩy tốt lên ta sẽ đuổi được mã đi. Ở hình 12 cũng tương tự. Hình thứ 5, tấn công hai tốt trung tâm càng sớm càng tốt. Ở
Có hình này ta cũng thấy, 13 này ta thấy tốt, cũng tấn công vào trung tâm. Ta nên nhanh chóng tấn công hai tốt trung tâm trước khi đối thủ có thời gian ra thêm quân củng cố trung tâm. Đó là 13, 14 và 15. Như vậy hai bên quyết tâm tranh giành khu trung tâm. 6. Đừng đi tốt cột xe khi khai cuộc. Ở đây ta thấy nếu ta đi những tốt như này thì không nên, cũng không mở rộng vào hoạt động của tướng hay hậu. Phần 16A đây, đây tôi nên hạn chế đi. 7. Đừng đi tốt G4 khi khai cuộc. Như vậy tốt, nếu hạn chế tôi thể đi tốt lên G3 thôi, không nên lên G4. Đi tốt G4 không giúp bạn kiểm soát khu trung tâm, đồng thời tạo cái điểm yếu cho cánh vua. Thì sau này khi nhập thành rất là khó, không nên. Ở hình 16B này chẳng đi tốt G4 tạo ô yếu ở F4 để mã đi xâm nhập. Tốt G4 trở thành mục tiêu để đem tấn công với H5 và đa dạng mở cột H cho xe H8. Tương tự như vậy tránh đi G5 trong giai đoạn khai cuộc nếu như bạn cầm quân đen. 8. Đừng nhảy mã vào góc. Tránh đi mã đến những ô nằm ở mép bàn cờ. Mã ở góc khiến cơ động cũng không kiểm soát được ô nào ở khu trung tâm. Hình 17 A và B. Cho nên nếu ta đi các ô mã vô trung tâm thì khả năng kiểm soát của mã rất là kém, tầm hoạt động yếu. Mã nằm ở mép bàn cờ được gọi là con lừa, lừa thì chậm chạp, do đó đừng để con ngựa chín biến thành con ngựa ngố. 9. Nên tiến mã về khu trung tâm. 4 ô thuộc khu trung tâm là vị trí tốt nhất của mã. Hình 18, 19, 20. Ta thấy nếu mã trắng nằm ở khu trung tâm thì tầm hoạt động rất là mạnh, đó ta nên cho mã nhảy về khu trung tâm. Hình 18, 19 và 20. Đó, còn nên đặt cho mã khu 4 cái vị trí đó. 10. Nên đặt mã ở C6, D6 và E6. Vị trí này C6, D6 và E6, hình 21 và 22. Khi đó ta thấy mã giống như một con bạch tuộc với nhiều vào kiểm soát toàn bộ lãnh thổ bên đen. Tương tự nếu mà nên đặt đen ở mã C3, E3 và E4 nếu như bạn cầm quân đen. 11. Coi chừng cá mập. Cá mập đây chính là con tượng trắng. Ở đây ta thấy tượng trắng nằm trên đường chéo A2, G8 hướng về cánh vua và tấn công điểm yếu F7 nên được gọi là cá mập trắng. Hình 23. Tương tự tượng đen trên đường chéo A7, G1 cũng rất nguy hiểm. Thì ta thấy hai con tượng này rất là nguy hiểm, cái đó phải cẩn thận. Mười hai, tránh đặt tốt trên ô cùng màu với tụi mình. Tường sẽ bị hạn chế tầm hoạt động khi những quân tốt nằm trên ô cùng màu với nó. Tường này gọi là tường xấu. Ở hình 24 ta quan sát. Vậy ta thấy là con tường nằm ở D2 sẽ bị các tốt trắng của mình cùng màu chặn. Do đó tường trắng D2 là tường xấu vì những quân tốt ở B2, C3, D4, E2, F2 đặt ở những ô cùng màu với nó. Tượng đen C6 gọi là tượng tốt nhờ những quân B7, C6, D5, E6, F7 đặt trên những ô khác màu. 13. Hãy đặt tốt trên ô cùng màu với tượng đối phương. Nếu đối thủ có tượng trên ô đậm mà bạn không có thì hãy đặt những quân tốt trên ô đậm để hạn chế tầm hoạt động của tượng đối phương. Hình 25-26. Ở hình 25, chẳng bố trí các quân tốt trên ô đậm B2, C3, D4, E3, F2, G3, H2 để hạn chế tầm hoạt động của tượng ô đậm D6. 26, nên bố trí các quân tốt trên ô lợt B6, C7, C6, C5, E6, F7 để hạn chế tầm hoạt động của tượng lợt.
Thứ hai, lưu ý trong giai đoạn khai cuộc, lời khuyên này không còn chính xác vì ta phải đặt các tốt khác màu với tượng đối phương để tránh bị tấn công, hoặc đặt tốt trên ô cùng màu với tượng của mình để dễ bảo vệ. 14. Cố định tốt đối phương trên ô cùng màu với tượng. Tượng đối phương sẽ trở thành tượng xấu nếu có nhiều con tốt nằm trên ô cùng màu với nó, đặc biệt khi những con tốt này lại bị cố định ở hình 27. Cho thấy, trong hình 27, trong giai đoạn khai cuộc, đen dịch chuyển những con tốt CDE nhằm cố định tốt trắng C4, D5, E4 trên ô cùng màu với tượng. Tượng D3 gọi là tượng xấu, tầm hoạt động rất là yếu. 15. Nên đổi quân tượng xấu. Tượng xấu có tầm hoạt động kém, do đó ta nên đổi tượng xấu lấy mã hoặc tượng tốt ở hình 28. Tượng trắng trên ô lợt là tượng xấu do các quân tốt C4, D5, E4 bị cố định trên ô lợt. Do đó nên đổi quân tượng này với quân tượng tốt ở C8. Và khi đổi như vậy thì con hầu sẽ lên được ô G4, tăng tầm hoạt động cho bên trắng. Thứ 6. Nên đặt xe ở cột mở hoặc nửa mở. Tầm hoạt động của con xe được mở rộng đáng kể khi đặt trên cột mở hoặc nửa mở ở hình 29-30. Hình 29, cột mở là cột trống không. Cột trống không có quân tốt nào nằm trên cột này. Trắng kiểm soát cột mở duy nhất với xe E1. Xin lỗi, xe C1. Xe chuyển sang C1 thì sẽ kiểm soát cái cột. Hình 30, cột nửa mở là cột chỉ có một quân tốt nằm trên cột này. Xe trắng gây áp lực lên tốt E7 qua cột nửa mở E. Xin lỗi các bạn. Thứ 7, nên chồng hai xe lên cột mở hoặc nửa mở. Chồng hai xe lên cột mở giúp ta tăng quyền kiểm soát cột mở lên gấp đôi. Ở hình 31, trắng hoàn toàn kiểm soát cột E, cột C mở nhờ việc chồng hai xe lên cột C. Khi đó, xe đen không thể nào ra được, vì ra chắc chắn sẽ bị hai xe ăn. Như vậy, bằng cách chồng như vậy thì bên trắng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ. Hình 31, trắng hoàn toàn kiểm soát cột C mở nhờ việc chồng hai xe lên cột C. Hình 32, trắng gia tăng áp lực lên tốt E7 nhờ chồng hai xe lên cột E. Mười tám, xe ở thiên đường thứ 7. Nếu bạn có xe kiểm soát cột mở, hãy xâm nhập hàng 7, còn gọi là hàng tốt của đối phương ở hình 33. Nhờ kiểm soát cột mở C nên xe trắng dễ dàng xâm nhập hàng tốt đen. Và hàng tốt này ít được bảo vệ, do đó sẽ bị tấn công. 19. Nên chồng hai xe ở hàng 7. Khi hai xe nằm ở hàng 7 gọi là lợn tham ăn, thường viết sạch hàng đối phương. Ở hình 34, các quan sát bên đen rất là khó kiểm soát hàng tốt này. 20. Nên đổi tốt để mở cột cho xe. Tốt thường hạn chế tầm hoạt động của xe, do đó bạn nên đổi tốt để rộng đường cho xe ở hình 35-36. Ở hình 35, ta nên cho tốt ở F, cột F lên tấn công để đổi, rồi để mở rộng đường cho xe, hai xe tấn công. 36 cũng tương tự, cho tốt lên F4 đổi với quân E5 để mở đường cho xe, chuẩn bị cho hai tốt chồng, chuẩn bị cho hai xe chồng ở cột F21. Khi nào nên đổi hậu?
Hậu là quân tấn công nguy hiểm, biến hóa khó lường, do đó bên có ưu thế thường tìm cách đổi hậu để đơn giản hóa thế cờ và duy trì ưu thế này theo cách tránh ở hình 37. Đây là ván cờ giữa Anand và Kamri diễn ra ở Kandy đây test năm 1995. Ở thế cờ này, trắng đang có ưu thế về không gian và triển khai quân. Nếu hậu vẫn còn trên mặt cờ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Như vậy, làm cách nào để bắt buộc bên kia phải đổi hậu? Bằng nước HB6, trắng ép đen phải đổi hậu. Nhà quân cờ thế giới Anand đã bình luận, trắng có một thế cờ trong mơ. Ngoài ưu thế tàn cuộc rõ ràng, trắng còn có thể tấn công, căng sức tấn công mà không chịu mọi rủi ro thua cuộc. Như vậy ở đây hậu không còn cách nào khác bắt buộc phải đổi thôi. Và do đó dẫn tới là bên đen đã bị thua. Mặc dù hai bên thì số quân khác nhau nhưng mà bên trắng là có ưu thế hơn, chiếm được không gian nhiều hơn. 22. Trắng đổi hậu khi kém quân. Ở hình 38, trắng vừa đi H hậu G2 để đề nghị đổi hậu. Trắng hơi một tốt, nhưng các quân bên đen đều ở vị trí tích cực. Nếu đổi hậu, khả năng tấn công của đen sẽ bị suy giảm rõ rệt và có thể rơi vào tàn cuộc kém tốt mà không có cơ hội phản công nào. Do đó, đen nên tránh đổi hậu, tiếp tục duy trì thế tấn công hậu H5 và ta chỉ có hình 39. Hai ba, nếu đổi hậu khi vua không an toàn. Hậu trở thành mối đe dọa nặng nề khi vua đứng giữa bàn cờ hoặc khi vị trí trạch thành bị phá hủy ở hình 40 và 41. Ta thấy ở hình 40 tới đường đen đi, vua trắng và vua đen ai an toàn hơn? Vua đen đang ở vị trí bộc lộ, trong khi đó vua trắng dễ dàng nấp vào ô H2. Khi đó ba chàng lính ngự âm G2, G3, H3 che chắn cho vua khỏi mọi tù tấn công. Do đó, sai đi hậu HD7, hy vọng đổi hậu ở hình 41. Tất nhiên là Sherawan đã từ chối đổi hậu với hậu E1, duy trì ưu thế an toàn vua. Đây là ván cờ giữa Sherawan và Than ở Monte Templar năm 1985. 24. Ba chàng lính ngự lâm không rời xa vua. Bạn nên tránh đi ba quân tốt ở vị trí nhập thành nếu không cần thiết, ở hình 42, 43, 44. Ở đây, những quân tốt ở nằm ở vị trí nhập thành là mục đích là bảo vệ vua, an toàn vua. Do đó, nếu không có cần thiết thì các bạn không nên đi những vua này. Có thể ở hình 42 thì hai tốt trắng lên là rất là sai lầm. Hình 43 thì ta thấy hai tốt trắng ở G4 và G3 lên thì bên đen đã có cái nước dọa chi bí đó là hậu H1. Vậy ta thấy rất là nguy hiểm. Ở hình 44 thì cũng tương tự, bên trắng đang có dọa chiếu đó là hậu H8. 25. Nên đổi quân cờ tích cực của đối thủ. Các bạn hãy xem xét ván đấu như đây giữa hai đại tiền tướng Motilev và Durabali hình 45. Tới lượt đen đi, đại tiền tướng Durabali nhận thấy mã trắng C4 rất mạnh do đứng gần khu trung tâm. Mã đen C8 đứng ở bên nhìn nên là một mã yếu, do đó quyết định đổi mã yếu C8 tới mã mạnh C4 ở hình 46. Như vậy bên này đã cho mã từ E8 lên D6 để đổi với mã mạnh đang đứng ở trung tâm. Tương tự như vậy ta sẽ đổi giữa tượng mạnh và tượng yếu. Như vậy trong cờ vua, tốt đồ tốt
không bao giờ là sự trao đổi công bằng. Tương tự như vậy, mã đổi mã, tượng đổi tượng, hậu đổi hậu cũng không bao giờ là sự trao đổi công bằng. Hãy so sánh thế cờ sau khi đổi quân với thế cờ trước khi đổi quân. Luôn nhớ rằng chỉ có một bên được lợi nhờ việc đổi quân, hoặc bạn hoặc đối thủ. Do đó tôi nên cẩn thận khi đổi quân. Số 47, tớ được trắng đi, so sánh quân tượng trắng ở C1 và tượng đen ở A7. Đại thị tướng Motilev nhận thấy tượng đen ở A7 kiểm soát đường chéo dài A7-F1, gây áp lực mạnh lên quân canh vua, do đó quyết định đổi tượng yếu C1 lấy tượng mạnh A7. Và chúng ta thấy hình 48 đây, để mục đích là đổi tượng. Sáu, nên mở rộng không gian với tốt. Bằng cách tiến tốt về phía trước, bạn mở rộng không gian bên mình và thu hẹp không gian hoạt động của đối phương. Hình 49. Hình 49 là ván cờ giữa nhà vô địch thế giới bấy giờ là Garry Kasparov với siêu máy tính Deep Blue được hãng IBM khoe có thể tính toán 200 triệu bước đi trong vòng một chơi. Vậy làm sao Kasparov đánh bại con quái vật này dễ như ăn kẹo thế nhỉ? Kasparov giữ thế trận đóng kín trung tâm, kiểm soát chặt ô E5, đồng thời mở rộng không gian bên cánh hậu. Cuối cùng, Kasparov siết chặt tấm lưới, chói con quái vật Deep Blue. Như vậy, bằng các hàng tốt ở A4, B5, C5 và D4 đã mở rộng không gian bên cánh hậu, làm cho bên đối phương phải bị giảm tầm hoạt động và dần dần bị thoát, không còn khả năng đi. 27. Ngăn đối thủ mở rộng không gian. Đừng để đối thủ tiến tốt mở rộng không gian, nếu không bạn phải chuyển quân trong không gian hẹp. Ở hình 50. Trong tương lai, đen có thể mở rộng không gian bên cánh hậu bằng B4. Tiếp theo là A6. Do đó, trắng đi A4. Mục đích là ngăn không cho bên đen tiến tốt B4 ở hình 51. Như vậy là thấy mở rộng không gian rất là quan trọng. 28. Đổi quân khi bạn có ít không gian hơn. Bên có không gian chật hẹp thường gặp khó khăn trong việc bố trí các quân cờ. Đổi quân sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống các quân cờ dẫm chân lên nhau. Ở hình 52, đen có ít không gian hơn. Đổi bớt quân nhẹ sẽ giúp đen dễ thở hơn. Và hình 53. Bằng nước đi ME4, nên đổi cùng một lúc hai quân nhẹ để giải phóng ô cờ cho những quân còn lại. Chín, tránh đổi quân khi bạn có nhiều không gian hơn. Bên có ưu thế về không gian nên tránh đổi quân, mục đích để đối thủ phải chuyển quân trong không gian chật hẹp. Ở hình 54, đen vừa đi mã C5 đề nghị đổi mã, chẳng có ưu thế không gian hơn. Hai mã đen lại dẫm chân lên nhau. Chẳng đi mã F2 tránh đổi mã và đe dọa B4 đổi mã, buộc đen chuyển quân trong không gian chật hẹp. Ba mươi, nếu tôi là đối thủ, tôi sẽ đi. Bằng cách đặt mình vào vị trí đối thủ, bạn sẽ tránh những đòn chiến thuật bất ngờ. Hình 55. Tớ được trắng đi, xe có nên bắt tốt ở E7 hay không? Nếu rõ ràng xe bắt tốt E7 thì bên đen sẽ đi là C G1 chiếu hết. Do đó, trước khi thực hiện nước bắt tốt, trắng đặt câu hỏi nếu bây giờ là lượt đen đi, đen sẽ đi nước nào? Bạn sẽ phát hiện đen đang đe dọa chiếu mí ở G1, hình 57. Do đó, vội vàng bắt tốt E7 là sai lầm. Chẳng cần phải tránh mối đe dọa chiếu mí với H3. Hãy mở lối thoát cho vua trước khi quá muộn. Và mốt, thế cờ trong mơ. Nếu tôi là đối thủ, tôi mơ ước điều gì? Hoặc giả sử đối thủ đi được liên tiếp 4 đến 5 nước, đối thủ sẽ đi nước nào? Hình 58. Tướng được đen đi, đen đặt câu hỏi. Nếu tôi là trắng, tôi mơ ước điều gì? Hoặc
Nếu tôi là trắng và được đi 4 năm nước liên tiếp, tôi sẽ đi nước nào? Trắng mơ đặt mã ở D6 để biến thành bạch tuộc. Đây là giả sử nếu tôi là trắng, tôi đi nước nào để đến nước đó? Để phát hiện ra thì bên trắng có thể xâm nhập ở D6 qua hai con đường E4, C3, E4, D6 hoặc C3, B5, D6, hình 60. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký để xem nhiều hơn kênh học toán online NVK. Hy vọng rằng video sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào các bạn.